Ok, chào bạn. Thì hiện tại là mình có một cái video, đó là mình đang chờ bên Asus đưa mình con Zephyrus G14 đó để mình review. Giờ nghe sếp mới báo bây giờ phải chạy ra ngoài đường lấy nè. Đó, giờ chạy ra ngoài lấy coi coi sao nó lâu quá, 40 chiều tới giờ chưa xong nữa. Rồi, giờ đang chờ nhân viên Asus tới đưa máy các bạn. Đó, chờ nãy giờ cũng hơi lâu, không biết nay mới tới, hẹn từ 40 chiều giờ chưa thấy nữa, tới tối rồi nè. Đó, giờ chưa thấy. Đồ. Đồ. Đu đu tôi anh review à? Đù hay chào máy luôn anh. Ủa dạo này xuất chịu chơi vãi đúng rồi anh xin à, chào mà dạo anh rồi ok cảm ơn anh nhiều rồi cảm ơn phúc nha đi ok cảm ơn ôi vãi nhìn chơi. Bây giờ mình sẽ nói sơ một chút xíu về cái thiết kế của con Cerberus G14 này. Thì nó sẽ có là hai cái phiên màu, đó là màu đen và màu trắng, và cụ thể đây nó sẽ là màu trắng mặt trăng. Thì mình thấy là với cái thiết kế tối giản này á, nó sẽ phù hợp cho cả nam lẫn nữ, cho phong cách công sở lẫn là gaming. Thì khác với những cái phiên bản laptop gaming khác á, thì như là chúng ta sẽ có logo ROG tơ bản nè, chúng ta có những cái đường vân phay xước á. Thì bây giờ Asus sẽ làm cho nó tối giản hơn bằng cách là sẽ có hàng ngàn những cái lỗ nhỏ li ti như thế này, và nó được cắt theo dạng là CNC, bởi vì toàn bộ cái phần vỏ máy á, kể cả mặt trước này thì nó sẽ là chất liệu kim loại, và cụ thể nó là chất liệu hợp kim nhôm manhê. Nó vừa đảm bảo được cái sự cứng chắc nhưng mà nó vẫn giúp cho một chiếc máy nó có một cái trọng lượng nhẹ, bạn thể là tiện di chuyển. Thì bên dưới cái khu vực này á, nó sẽ có tổng cộng là 6.536 lỗ nhỏ được cắt CNC, và bên dưới nó sẽ có tổng cộng là 1.215 bóng đèn LED mini để mà nó sẽ tạo một cái hướng ma trận như là Asus công bố, để bản thể là mình tạo được rất là nhiều những cái hướng vui vẻ cho cái khu vực này, như là chúng ta sẽ có thể chạy được logo của mình hay là hình rất là nhiều thứ trong đây. Thì do là cái phiên bản mình trên tay á là phiên bản mà dành cho media review cho nên là nó sẽ không có đèn nền, cũng như là Asus sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản có đèn và phiên bản không đèn ha, cho nên là các bạn cần phải lưu ý. Thì mình nghe bảo là sắp tới Asus sẽ tổ chức một buổi livestream để mà tung ra cái phiên bản mà có đèn này. Còn hiện tại bây giờ á, tất cả những cái mẫu G14 á đều là không có đèn hết, các bạn cần phải lưu ý. Thì đó là tổng thể về cái phần trước. Nói chung á, là điểm ăn liền đầu tiên đó chính là về cái hệ thống đèn LED ma trận ở phần trước này trên chiếc G14. Tiếp theo là về cách nói, thì đây là cái phần cạnh phải, bạn sẽ có là một cái ống nhiệt ở đây ha, và sẽ có là hai cổng USB-A 3.1 và thêm một cổng là Type-C để bạn thể mình có một cái tốc độ kết nối nhanh hơn. Còn phần cạnh trái thì bạn sẽ có là thêm một cái ống nhiệt đối xứng nữa, cổng nguồn, cổng HDMI và thêm một cổng là Type-C, và kèm luôn tính năng đó là DisplayPort, cũng như là nó sẽ giúp bạn có một cái tốc độ truyền tải nhanh hơn, và thêm một cổng 3.5 để mình xài mic và tai nghe tích hợp. Còn đây là phần cạnh sau, thì cạnh sau của cái chiếc máy này mình thấy là nó cũng rất là hố ha. Đây mình sẽ lấy nét lại cho bạn xem đó. Thì nó sẽ có là hai cái khu vực hốc nhiệt được làm dạng 2 tầng, và chúng ta sẽ có thêm một cái logo là Zerust để mà tạo điểm nhấn. Cuối cùng đó là về cái phần mặt bên dưới, thì mình thấy là cái mặt bên dưới này á, thì nó cũng sẽ khá là nhiều những cái hốc nhiệt phụ để mà tăng nhiệt tốt hơn, cũng như là đây là cái khu vực mà lau ngoài và các chân đế để mà giúp cho chiếc máy nó sẽ vững chãi trên mặt phẳng. Tiếp theo đó là về cái phần bên trong, và đây là cái cuộc bàn phím trên chiếc Cerberus G14. Thì nó sẽ được làm một cái tông màu bạc, màu trắng trùng với lại cái phần vỏ bên ngoài luôn. Thì về cái trải nghiệm á, do đây là một cái chiếc máy có thước là 14 inch cho nên là nó sẽ không có cái bàn phím số. Bù lại thì cái trải nghiệm gõ phím như là độ nảy nè, kích thước phím nó vẫn cho một cái trải nghiệm rất là ok khi bạn có mình sản văn bản hay là mình có chơi game. Nhưng mà nếu mà muốn chơi game ngon á thì mình vẫn khuyên là các bạn nên sắm một cái bàn phím cơ rồi ở ngoài, cũng như là chuột á, mình cho nó sẽ ok hơn. Thì nó vẫn sẽ có là cái đèn nền LED màu trắng ha, đèn đơn sắc chứ không phải là đèn LED RGB. Rồi, ngoài ra thì cái phím display bar này thì mình thấy là nó làm to nè, cho nên là bạn cũng có thể tiện mình thao tác. Phía trên mình sẽ có là những cái nút bấm như là chúng ta có tăng âm lượng nè, bật tắt mic nè, hay là mình có nút AUX đây á, để mình gọi là mình khởi chạy nhanh cái công cụ là Audio Grab để mình có thể quản lý những cái thông tin cơ bản trên chiếc máy này. Phía trên mình sẽ có thêm là một cái nút nguồn được thiết kế hình học ha. Ở đây cũng kim luôn là cái vị trí vân tay một chạm, tức là khi mà bạn mà có nhấn vào thì nó cũng sẽ kim luôn cái việc là nhận vân tay, từ đó thì nó sẽ mở vào luôn rất là nhanh ha, một công đôi việc. Còn ai mà không có vân tay đúng á thì bạn chỉ việc mở lên nhưng mà nó sẽ không vào đấy, tức là hay. Thì bạn sẽ có thêm là hai cái phần loa ngoài ở đây nữa để mình có được một cái chất lượng âm thanh nó sẽ tốt hơn, đó mình sẽ demo cho bạn nghe sau. Còn chính giữa mình sẽ có là cái khu vực mà cảm ứng, tại mình thấy chất lượng thì cũng ok, và nhờ cái việc là gia cường rất là ok cho nên nó là mình thấy là khi mình nhấn mạnh như này nè, đó nó gần như là không có hiện tượng flex luôn, cho nên là mình rất là thoải mái à. Mình gõ phím độ nảy của cái bàn phím này á, gõ cũng rất là vừa phải, mình rất là hài lòng trên cái bàn phím này. Tiếp theo đó là về cái phần hiển thị, thì cái chiếc Asus Zephyrus G14 này nó sẽ có kích thước là 14 inch, độ phân giải là Full HD và dùng cái tính nền đó là IPS.
cho nên nó là nó sẽ cho bạn có một cái góc nhìn rất là rộng ha, cũng như là ASUS thiết kế cho nó là viền siêu mỏng ở phía trên cũng như là hai viền hai bên, nhưng mà ASUS đã bỏ đi một cái chi tiết, đó là không còn cái camera webcam ở phía trên nữa, cho nên là bắt buộc bạn sẽ phải sắm những cái webcam rời ở ngoài nếu mình có muốn gọi là mình chat video call hay là mình cần hội họp gì đó. Rồi, ngoài ra thì cái viền dưới mình thấy là ASUS làm khá là dày, do là ở đây á, thì nó là thiết kế là hai cái ốc nhiệt, có cho nên là khi mà có hơi nóng á, thì nó cũng hạn chế được cái phần nào ảnh hưởng, không ảnh hưởng đến cái màn hình. Ngoài ra thì cái phiên bản mình đang trên tay á, là nó chỉ có cái mức tần số quét là 60 hertz thôi, chứ nó không có được cái mức tần số rất cao như là 120 hay là 144, cho nên là bạn có chơi những cái game bắn súng hay là đua xe á, thì nó sẽ không có mượt mà. Nhưng bù lại thì cái chất lượng tấm nền của nó rất là tốt, với độ phủ màu á, là 100% sRGB cũng như là cái chuẩn Pantone, cho nên nó là bạn mà có làm những cái công việc liên quan đến sáng tạo như là mình có chỉnh sửa hình ảnh nè hay là mình biên tập video á, thì bạn cũng không sợ nó bị sai lệch màu. Đây là một cái chiếc máy và nó là rất là ok ha, vừa là một cái có hình mạnh để mình có thể mình chơi game, nhưng mà lại có thêm một cái chất lượng màn hình rất là tốt, bạn có thể mình chỉnh sửa biên tập hậu kỳ video và hình ảnh rất là tuyệt vời. Cuối cùng đó là về cái phần cấu hình, thì với mức giá bán là khoảng 33 triệu, thì chiếc Acer Seres 14 này nó được trang bị là con chip xử lý AMD Ryzen 7 4800HS. Nó sẽ có là RAM 8GB cùng với đó là ổ SSD 512 và thêm một cái cạc hòa rời là GeForce GTX 1650 Ti chuẩn mắc kêu. Nhưng do phiên bản mình đang trên tay á, là phiên bản dành riêng cho media cũng như là cho reviewer để mình test, cho nên là nó sẽ có một chút xíu khác biệt ha. Cụ thể là nó được trang bị là con chip xử lý AMD Ryzen 9 4900HS ha, 16GB RAM và cạc hòa rời đó là GeForce GTX 2060 chuẩn mắc kêu với 6GB RAM, nó sẽ mạnh hơn. Rồi thì bây giờ mình sẽ test thử cái game gọi là Call of Duty để cho bạn xem thử coi là cái hiệu năng chơi game của cái chip này nó sẽ như thế nào. Rồi mình đã vào cái tựa game đó là Call of Duty Warzone. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem về cái thiết lập cấu hình của game này cho bạn coi ha. Đây là trong cái mục graphic á, thì hiện tại mình đang chỉnh những cái thông số đều ở mức là 2 cũng như là Ultra cho bạn coi nè. Đó, 2 Ultra cho bạn coi luôn. Ok. Tuy nhiên thì có một cái điểm đây, đó chính là do là đây là phiên bản để mà media lẫn như là review họ test á, cho nên là cái chất lượng màn hình trên cái chiếc máy này nó sẽ có cái độ nhạy lên tới là 2K so với là phiên bản mà Full HD hiện tại đang bán trên thị trường. Đó là điểm mình cần lưu ý ha. Đây mình đang để mức 100%, tức là về 2K, cũng như là cái mức tần số quét á, nó chỉ mức là 60 thôi chứ không phải là 120 hay là 144. Thì bây giờ mình sẽ thử là một trận để cho bạn coi thử coi là nó chơi như thế nào. Ngoài ra nữa thì cái chiếc máy này á, có một vấn đề mình muốn chia sẻ luôn, đó chính là cái công cụ mà MSI Atominer á, thì mình chỉ có thể show cho bạn coi được về cái nhiệt độ của cái chiếc cạc hòa rời, đó là con RTX 2060 rồi thôi, cũng như là cái xung nhiệt của CPU. Còn nhiệt độ của CPU á, thì do là mình có nghe một số chia sẻ ở bên Asus cho rằng là những cái tool ở bên thứ ba như là của MSI nè, hay là cái tool HW Monitor á, thì cái việc mà đo nhiệt độ á, nó sẽ không chính xác bằng, do là những cái ứng dụng đó họ sẽ lấy cái cảm biến những cái sensor mà đo nhiệt á, nó sẽ hơi bị sai. Cho nên nó là ASUS khuyên á, là nếu mà muốn có test á, thì nên xài cái công cụ đó là AudioWrap trực tiếp của ASUS á, thì để mà có kết quả chính xác nhất. Thì ở đây mình cũng đã mua sẵn rồi ha, để cho bạn coi nè. Đây thì ở đây nhiệt độ của CPU hiện tại đang ở mức khoảng là 96 độ C, còn nhiệt độ của GPU nó sẽ khoảng là 76 độ C. Đó thì là cái thông số do bạn tham khảo. Rồi một điểm nữa là hiện tại là cái phòng mình á là không có bật điều hòa bạn ha. Đấy thì Sài Gòn đang rất là nắng nóng, cho nên là mình cũng muốn gọi là làm khó cái máy này coi là cái tăng nhiệt của nó như thế nào. Mình đang để chế độ thứ 4 bạn ha, đó là cái độ gọi là mạnh nhất rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ vào lại game. Rồi ok, vào lại game. Bây giờ mình sẽ bắn thử một ván coi, Lux Mini. Rồi ok. Ok, đã vào game. Đấy, mình cũng đã mở cái phần loa ngoài để cho bạn nghe coi là cái chất lượng nó như thế nào ha. Mức là 100% luôn đây. Đó, loa ngoài là 100%. Bây giờ thì hiện tại là với cái thiết lập đó là độ phân giải 2K, thì mình thấy là cái mức khung hình hiện tại trung bình á là khoảng là 60fps mà ha, 5960. Và nhiệt độ của GPU á khoảng là 78 độ C. Rồi ok, tiếp tục ha. Thì trong cái gì mình chơi á, mình sẽ chuyển qua các cửa sổ AmiGraph của Asus để kiểm tra xem coi là nhiệt độ của CPU và GPU nó sẽ như thế nào. Rồi chắc thử nha. Đấy, hiểu không nhờ. Và đó là cái chất lượng loa ngoài cho cái con G14 này rất là ok các bạn, nghe rất là sướng. Đó,
quay cho anh rồi của mày. Okay. Đấy, mình đã cho vào game đây ha, rồi mình sẽ chuyển qua cửa sổ Unwrap của Isaac xem coi nhiệt độ bao nhiêu. Rồi, đấy là do là nó giải tới 2K rồi cho nên là cái FPS của nó sẽ khoảng khoảng là 40 rồi thôi. Thôi mình sẽ thử chuyển lại thành phố đây coi là nó có tăng nhiều hay không. Để tiếp tục ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn đầu đây. Rồi ok ha, thử nha. Rồi mình sẽ nhảy ở đây đi. Đây. Đó, nhảy xuống. Đấy, nhảy xuống. Wow, ở đây có phải đông nữa. Ôi, đúng lụa. Đúng lụa. Oh, let's go. Hiện tại là nhiệt độ của WO khoảng là 80 độ C các bạn. Và cái khung hình của nó là khoảng là 63 FPS, tức là mức khung hình trung bình. Rồi tiếp tục. Đấy, đang chờ bạn ha. Bây giờ mình thử thoát ra xem coi nhiệt độ bao nhiêu đây. Đây, nhiệt độ của CPU khoảng là 94 độ C, 95 độ C và nhiệt độ của GPU khoảng là 80 độ C. Rồi tiếp tục ha. Chuyển qua. Đó. Với cái nhiệt độ mà hơn 90 độ C này thì mình thấy là nó cũng không có gì gọi là khó hiểu, bởi vì thứ nhất á là mình đang chơi trong một cái môi trường mà không có điều hòa cũng như là rất là nóng các bạn. Phải rất nóng luôn. Mình còn không chịu nổi mà không chịu cái máy. Mình phải đang chơi một cái giá cao nữa. Đấy. Cho nên là một cái tốt chơi game á, thì mình vẫn khuyên là các bạn nên kiếm những cái môi trường nào nó mát mẻ, có điều hòa á, thì mình chơi nó sẽ ok hơn. Ngoài ra thì bạn cũng nên là cắm nguồn nha, mình phải cắm nguồn thì mình chơi mới ok được. Rồi bây giờ nó sẽ còn khoảng là 60 FPS. Thì bây giờ mình thử mình chuyển xuống độ phân giải đó là Full HD xem coi là nó có tăng được nhiều hay không ha. Đây, mình sẽ chuyển xuống. Rồi, đây graphic mình sẽ chuyển xuống là còn 50 thôi. Đó, tức là Full HD. Đây, 50. Đã, ấy, sao bạn? Đây, mình sẽ tăng lên. Đó, 1920. Rồi. Đó, 75%. Rồi, mình sẽ apply nó. Rồi, back ra ngoài. Tiếp tục. Đấy, thì khi mình chuyển qua cái mức chất lượng là Full HD thì bây giờ cái mức mình nó tăng lên khoảng là trên 80 FPS các bạn. Tiếp tục ha. Rồi. Nhiệt độ của GPU khoảng là 81 độ C. Tiếp tục. Cái lo ngoài của con này nghe rất là phê luôn, nghe rất là sướng. Tất nhiên thì cái bắn sóng thì bạn cần phải dùng tai nghe thì mình mới xác định được cái hướng của đối phương là như thế nào. Chứ mà chơi một lo ngoài thì hơi khó, phải hardcore lắm mới chứ gọi là mới chơi được. Rồi, tăng lên 89 các bạn. 89. Đấy. Rồi mình sẽ thoát ra ngoài xem coi nhiệt độ bao nhiêu nha. Rồi, nhiệt độ của CPU khoảng là 95 độ C và cái nhiệt độ của GPU khoảng là 80. Rồi mình thấy là cái quạt á, khi mình quay ở mức cao nhất á, thì nó cũng gọi là không quá ồn lắm. Đấy. Rồi, tiếp tục. Đấy, tiếp tục ha. Đấy, giờ bắn một cái ai nhỉ. Rồi thế giới mình đã test nhanh cho bạn xem về cái hiệu năng của cái chiếc W4 khi mà mình chơi cái The Game cấu đầu tiên ở cái phân giải 2K cũng như là Full HD nè, với con chiếc xử lý là AMD Ryzen 9 cùng với cả đồ họa là RTX 2060 chuẩn MQ với 6GB RAM. Tất nhiên thì cái con số mình đang test chỉ là mang tính chất tham khảo thôi, bởi vì mỗi người thì nó sẽ có một cái kết quả khác nhau do là cái điều kiện môi trường á mình xài nó cũng sẽ khác nhau nữa. Thì như vậy mình đã cho anh em các bạn xem về cái chiếc laptop Asus Zephyrus G14 mới rồi ha. Thì với giá bán là khoảng 33 triệu á, thì mình thấy đây là một cái chiếc laptop mà nó có một cái sự cân bằng giữa cái việc là bạn có thể dùng nó để mình có thể làm việc những ngành sáng tạo như là mình chỉnh sửa hình ảnh nè, video với cái chất lượng hiển thị rất là tốt, cũng như là cấu hình mạnh để mình có thể mình chơi game cũng rất là mượt mà ha. Ngoài ra nữa thì cái chiếc máy này á, nó ấn tượng nhờ vào cái việc mà LED ma trận, bạn có thể mình tùy biến sao cho nó mang một cái phong cách cá nhân của mình, không đụng hàng luôn. Một yếu tố nữa đó chính là cái chiếc máy này á, nó sẽ được trang bị cái chuẩn là Wi-Fi 6, cho nên là những bạn nào mà có xài những cục router như là router của Asus á, mà có hỗ trợ Wi-Fi 6 á, thì nó sẽ giúp cho cái băng thông cũng như là cái
tính ổn định á, nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Bạn mà chơi game online á, thì cũng rất là ok. Rồi ok ha. Thì bạn nào có kiến về cái chiếc máy này thì bạn có thể comment bên dưới video, và mình sẽ có thêm nhiều những cái clip chia sẻ nữa về cái chiếc máy này để cho bạn xem trong sắp tới nếu mình giữ được máy này lâu hơn. Rồi, chào bạn.